Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh channel của mình. Và ngày hôm nay thì mình tiếp tục đi đến cái map quên xem là cái map Dark Anger. Và cho mình các bạn nhìn thấy là cái con bịt mắt này là con Rogue Zombie. Con này thì cái chỉ số căn bản của nó thì chỉ có 10 máu thôi. Nhưng mà cái đặc trưng của nó là nó có thể biến thành vô hình được. Thế với tài cơ. Có một con nữa là trong cái map này, riêng cái map của Trung Quốc này thì nó có một cái con là con X-Manger, không phải Manger. Zombie, cái con này thì nó sẽ bắn đạn vào trong cái plan của bạn và nó có cái bán kính nổ là 3x3. Cũng khá là khủng khiếp. Cái con này thì nó làm cho ngủ đông. Tức là cái khi nó bắn vào thì plan của bạn sẽ không thể tấn công được. Và có con ca zombie ấy. Con này thì cũng khá là kinh khủng. Ok, chúng ta sẽ gặp gỡ những con zombie trong những map tiếp theo. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đi đến map thứ 3 của màn Dark Anger. Ok rồi. Đục lợn. Con lợn đấy. Cái em là mình sẽ chơi con bon cái xoay đi. Bon cái xoay lâu lâu rồi cũng không động mó nó bon cái xoay, bởi vì bon cái xoay nó có một cái nhược điểm duy nhất là nó là cận chiến, mà cận chiến là 2x2 ô. Bạn để ý hình như là 2x2 ô thì phải. Đây bon cái xoay đây. Bon cái xoay cũng khá là hay bởi vì là nó có thể những cái bia mộ này không biết có thể là ấy bằng cái cây xương rồng không nhỉ? Mình cứ thử xem. Bởi vì nhiều con mình cũng không biết từ tính năng của nó như thế nào. Ok, mấy con này đi. Con sầu bia đi. Và một quả ớt để chống chơi ngu. Ok. Những cái lăng mộ này các bạn có thể nhìn trên màn hình, đó chính là cái lăng mộ có hình lá này thì có thể là lấy được bao áp này. Và những cái mộ là có hình hoa hướng dương thì các bạn có thể lấy được hoa hướng dương từ cái ngôi mộ đó. Và những cái hình mặt quái nó có thể chiến được các ông ạ. Hình mặt quái là nó sẽ ra zombie. Đơn giản thôi đâu. Cái bằng một cái xoay nào. Sử bia đây. Con cái xoay này cũng khá thú vị bởi vì nó có thể bắn được, nó có thể đánh được trước sau. Rất là tiện. Mất bao áp. Những mấy bản bắt đầu của Dark Anger thì hầu như là toàn con quái level thấp, không phải là level thấp mà nó chính là những con quái ít máu thôi, khá ít máu. Giả sử như là con mình xem lại nào. Giả sử các bạn là con Besan, con Besan zombie thì số máu khá là thấp, không phải thấp mà là trung bình của tất cả các loại luôn. Nó có chỉ số máu là 10 máu, cũng không đáng ngại lắm. Cái bản này cũng chỉ là giới thiệu thôi. Đấy, các bạn có để ý cái con zombie tàng hình khá là khó chịu.
cho anh khi lên cấp 5 cơ. Lên cấp 5 nó sẽ có xác suất trắng. Ở đây chỉ là xác suất đẩy lùi thôi. À không phải đẩy lùi mà nó là xác suất làm đứng im ấy, làm trạng thái bất động cho zombie. Khá thú vị phải không? Nhưng mà chắc cả bọn nhân xoay rất là hay. Một cái plan khá là thú vị đấy. Khi nào mà nó có một tạo hình cái tay của con Bonkatroy này, nó sẽ có cái tay găng tay nó bốc ấy, khá là thú vị. Hy vọng là sau bản cập nhật tiếp theo thì Bonkatroy sẽ có nhiều hình dạng hơn. Ok, hiện giờ là sau rất nhiều lần chinh chiến với Watt thì bây giờ mình có khoảng cỡ hơn 500 kim cương rồi. Tích góp. Ok, đi tiếp theo. Các bạn sẽ phải chiến đấu, đi chiến đấu lại boss ấy thì nhiều khi nó sẽ ra xác suất kim cương rất là nhiều. Hãy cho mình bỏ con Bonkatroy đi. Chơi những cái loài lạ lạ. Đây, để mình xem nào. Mình sẽ chơi con Rosa Squaman đi. Theo đánh giá thì con Rosa Squaman thì khá là yếu. Tiên thì cứ trồng những cái cây miễn phí này đi. Vì nó cho free thì mình cứ dùng thôi. Free thì phải dùng. Ai là Rosa Squaman. Mình thấy là khi power up thì con Rosa Squaman nó ấy tỏ rõ được cái sức mạnh của nó. Còn nếu mà bình thường ra thì nó đánh cũng khá yếu, không có nỗi là mạnh lắm. Free. Chọc thì nhanh nhanh nhưng mà đam thì hơi yếu. Khi sống con mình trồng con flower thì cái con hoa thì con rose bốn màn này có tỏa ra hoa hồng rất là đẹp. Để nói bản PB2 China này đầu tư về ngoại hình, đầu tư về ngoại hình cũng như skin cũng khá là hay, khá là kỹ lưỡng. Khi là bao bóp thôi chứ còn Rosa Squaman này thì chơi cho nó quay vòng, cho kiểu quay vòng, bởi vì chơi quá nhiều một plan thì cũng không giới thiệu được hết các plan đấy, thì mình sẽ chơi kiểu là giới thiệu cái được 4 mảnh của con Fumer.
cái mảnh ghép này thì các bạn chơi ra Doom. Doom nó sẽ làm ghép cái gì đây nhỉ? À, ok, video của mình đến đây kết thúc. Mong các bạn hãy nhấn like, share và subscribe kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.